Ừ, này để lau nó viêm ra rồi, nó bị viêm rồi đó, bò bật cái quạt lên rồi mình còn có cái hàng nó quạt bên mình nữa. Để nhiều quá cái đầu xuân rồi này, sao mà đi không có viêm nát cái mặt cũng. Cái xe cho họ quá. À vô đi. Cho Tú. Tôi tưởng cắn xe cả. Gà quá. Chứ không, chứ không phải là nó nặng đâu. Không phải, cái nó gà quá, mát vô luôn á. Nó là phải bụng là thì đánh trên trường. Ủa rồi cái kia đó bá. Nga lấy hàng giống luôn á. Bằng hết sao. Cứ gỗ hàng rồi đó. Lấy hàng. Cái hộp gỗ rầu á. Để cho nó việc xích ra, đừng có đụng cái tay. Nó này chứ mà. Không, không, không phải trực tiếp. Biết cái gì, hiểu không?
không biết muộn. Nó nằm bụng nay. Có lẽ muộn. Cái gì về múa nè. À chắc họ không biết cái gì. Để bỏ tiền gấp 3 lần đó. Mấy tháng rồi. Lâu rồi chứ mấy tháng cho nó đi mua đi. Không đi vào tình hai lần nói liền. Đúng rồi. À, bông lần. Bảy. Mẹ này không biết hết, nàng ai mộng mày được rồi chứ bông lần. Ừ, mấy lần mấy lần bãi lần được nữa mới đi không được. Không biết mà kìa. Lần mà hai lần thấy liền. Mấy lần được rồi á. Rồi mà lần nữa thấy cả. Ngày mô nàng được rồi. Nhiều quá. Cái con nó làm thế mà rồi. Rồi, sao nó chờ xí.
bá qua nồm trước đi. Này nó đời. Bá này qua nồm đây. Ông thằng Tú đời kêu. Chưa có người làm ai đợi xíu. Bá đi làm không? Em ngồi đợi đấy, em ăn đợi chuyện đó thì em đợi đấy. Thì ăn đợi em được gì xíu mấy chị nó làm cho. Ngồi bỏ cho cái ấm đi ngồi, bật không đó, bỏ xuống cái ấm thôi. Cái tay đang lồ mất rồi. Bỏ ấm được xíu tới. Sao nó tiếp sự chua cho chọn nè. Nó quán bò chén mửa vô đó nè. Cái tái là đưa thôi đúng không? Cái sự chua là đưa. Đồ ăn chưa có cái sự chua không có sẵn đâu nè. Cho xíu.